Ít nhất 45 người đã thiệt mạng sau khi xe buýt chở các tín đồ đến tham dự lễ hội Phục sinh lao ra khỏi một cây cầu trên đèo và bốc cháy vào ngày 28 tháng 3 theo giờ địa phương tại Nam Phi. Thông báo của Bộ Giao thông Nam Phi cho biết xe buýt đã bị mất kiểm soát và va chạm với rào chắn trên cây cầu gần Mamat Lakala. Sau đó, chiếc xe này đã văng khỏi cầu, lao xuống mặt đất và bốc cháy. Các nạn nhân là những người hành hương từ Botswana. Người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn là một cậu bé 8 tuổi, đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện gần hiện trường vụ tai nạn. Công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai, tuy nhiên nhiều thi thể đã bị thiêu đốt đến mức không thể nhận dạng và vẫn mắc kẹt bên trong xe. Tổng thống Nam Phi đã gửi lời chia buồn tới Botswana và cam kết hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả của vụ tai nạn. Ủy ban điều tra Liên bang Nga thông báo đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho những kẻ tấn công nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô Moscow hôm 22 tháng 3 vừa qua. Các nhà điều tra sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh tiếp tục tạm giam đối tượng này. Ngoài ra, thông báo cũng cho biết những đối tượng thực hiện vụ tấn công khủng bố nói trên có mối liên hệ với những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine. Theo Ủy ban điều tra Liên bang Nga, nhận định này được đưa ra sau quá trình điều tra, thẩm vấn những đối tượng thực hiện vụ tấn công, khám xét các thiết bị kỹ thuật thu giữ từ chúng và phân tích các giao dịch tài chính. Ủy ban xác nhận thông tin rằng thủ phạm thực hiện hành động khủng bố đã nhận được khoản tài chính với số lượng đáng kể, bao gồm tiền mặt và tiền điện tử, và số tiền này được sử dụng để chuẩn bị thực hiện vụ tấn công. Trước đó, giới chức Nga cho hay đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố. 95 người được cho là vẫn mất tích trong vụ khủng bố kinh hoàng này. Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp có nhiệm vụ giám sát quá trình chuyển đổi chính trị ở Haiti, tuyên bố sẽ khôi phục trật tự hiến pháp và dân chủ tại quốc gia Caribe này. Trong tuyên bố chính thức đầu tiên kể từ khi công bố thành lập, Hội đồng chuyển tiếp khẳng định quyết tâm giảm bớt nỗi thống khổ của người dân Haiti, những người bị mắc kẹt quá lâu giữa chính quyền tồi tệ, bạo lực trên nhiều mặt và coi thường quan điểm cũng như nhu cầu của họ. Hội đồng chuyển tiếp đang hoàn thiện các khâu cuối cùng về tổ chức và phương thức hoạt động, bao gồm một thỏa thuận chính trị minh bạch giữa các cơ quan liên quan để thực hiện một kế hoạch hành động rõ ràng nhằm khôi phục trật tự và dân chủ, đảm bảo an ninh cho tính mạng và tài sản của người dân, tổ chức bầu cử tự do và triển khai những cải cách cần thiết. Cơ quan tạm quyền này cũng cho biết đã xây dựng các tiêu chí và cơ chế bầu cử tổng thống và bổ nhiệm một thủ tướng mới. Một khi thể chế này được triển khai, thủ tướng Haiti đương nhiệm Ariel Henry sẽ từ chức. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc WFP mới đây cho biết khoảng 1,4 triệu người Haiti đang đối mặt với nạn đói và hơn 4 triệu người cần viện trợ lương thực. Theo các nhóm hỗ trợ nhân đạo, nhiều người Haiti chỉ ăn một bữa mỗi ngày hoặc hoàn toàn không có thực phẩm. Liên quan với đến tình hình ở Trung Đông, chính quyền Palestine PA đã công bố việc thành lập nội các mới trong bối cảnh cộng đồng quốc tế gây sức ép ngày một tăng trong vấn đề cải tổ. Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, lãnh đạo PA gần hai thập kỷ, đã ban hành sắc lệnh tổng thống, trong đó công nhận nội các mới do tân thủ tướng Mohamed Mustafa đệ trình. Thủ tướng Mustafa nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới là chấm dứt xung đột ở Gaza. Nội các mới của PA sẽ bao gồm 23 bộ trưởng, trong đó có 3 phụ nữ và 6 người Palestine ở giải Gaza, trong đó có thị trưởng thành phố Gaza, Maged Abu Ramadan. Theo kế hoạch, các thành viên trong nội các sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 31 tháng 3 tới. Trong diễn biến khác, cùng ngày, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập IL Ahmed Abu Ghaid đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi mọi cách thức có thể để đạt được sự hòa giải giữa các phe phái của Palestine. Ông cũng nêu bật ưu tiên ngừng bắn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào giải Gaza, cũng như tính cấp thiết của việc nhanh chóng thúc đẩy một giải pháp chính trị nhằm mở đường cho việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban UNIFIL vừa qua đã kêu gọi Liban và Israel ngừng leo thang căng thẳng ở khu vực miền nam Liban, kêu gọi tất cả các bên hạ vũ khí và bắt đầu quá trình hướng tới một giải pháp chính trị và ngoại giao bền vững. Trong tuyên bố của mình, UNIFIL cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực gia tăng ở khu vực giới tuyến xanh, khiến nhiều dân thường thiệt mạng, cũng như phá hủy nhà cửa và sinh kế. Lực lượng này khẳng định sẵn sàng hỗ trợ giải pháp ngoại giao bằng mọi cách, bao gồm cả việc triệu tập cuộc họp ba bên theo yêu cầu của các bên. Hôm 27 tháng 3, các cuộc tấn công của Israel ở miền Nam Liban đã khiến 11 dân thường thiệt mạng, trong đó có 10 nhân viên y tế. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Liban sau đó đã bày tỏ lo ngại về tình hình xung đột, nhấn mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở chăm sóc sức khỏe, vi phạm luật nhân đạo quốc tế và không thể chấp nhận được. Ba Lan và Ukraine đang tiến gần hơn tới việc đạt được thỏa thuận về nhập khẩu nông sản. Đây là tuyên bố được Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đưa ra sau các cuộc đàm phán liên chính phủ tại Warsaw. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này vẫn chưa thể giải quyết nguyên nhân gây ra bất bình của nông dân Ba Lan, dẫn đến hành động phong tỏa biên giới.
Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ukraine Denis Mihan, Thủ tướng Tusk đã hoan nghênh tiến triển đạt được trong đàm phán với Ukraine về việc nhập khẩu nông sản. Ông nêu rõ hai bên đã tiến gần tới một giải pháp, trong đó cho phép trung chuyển hàng hóa không gây ảnh hưởng tới thị trường Ba Lan. Về phần mình, Thủ tướng Ukraine cũng nhấn mạnh cuộc hội đàm mang tính tích cực, cực kỳ xây dựng. Theo ông, hai bên chắc chắn đạt được tiến triển trong việc dỡ bỏ phong tỏa biên giới. Theo các nguồn tin, trong cuộc hội đàm, hai bên đã ký tuyên bố chung, trong đó nêu rõ phương hướng cho các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Kiev và Warsaw. Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Tổng công ty môi trường Hàn Quốc cho biết tính đến 4 giờ sáng nay, cảnh báo bụi mịn đã được ban bố ở hầu hết các khu vực thuộc tỉnh Gyeonggi và thủ đô Seoul của nước này. Cục khí tượng Hàn Quốc cho biết bụi vàng bắt nguồn từ khu vực gần cao nguyên Nội Mông theo gió Tây Bắc đã tràn vào các khu vực bao quanh thủ đô Seoul và có thể quan sát được bằng mắt thường. Nồng độ bụi mịn PM10 cũng đang gia tăng ở các khu vực khác thuộc miền Trung và Nam Hàn Quốc. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nồng độ bụi mịn PM10 sẽ ở mức độ rất xấu vào chiều cùng ngày tại nhiều tỉnh thành phố khác. Thành phố Seoul và một số khu vực phụ cận đã khuyến cáo người già, trẻ em, người mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch nên hạn chế hoạt động ngoài trời. Đối với người trưởng thành khỏe mạnh cũng nên giảm thời gian hoạt động ngoài trời và nên đeo khẩu trang khi ra ngoài. During a press briefing on Tuesday, Prime Minister Han Duck-soo said the highest level of yellow dust so far this year is expected to hit the country. Tổ chức Y tế Liên Mỹ PAHO mới đây cảnh báo các quốc gia châu Mỹ có thể phải đối mặt trước nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong lịch sử sau khi ghi nhận số ca mắc căn bệnh chết người này trong quý 1 cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo PAHO, thống kê mới nhất cho thấy số ca mắc sốt xuất huyết tại châu Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay lên tới 3,5 triệu trường hợp, trong đó có khoảng 1.000 người tử vong, cao gấp 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Brazil có nhiều ca mắc nhất, chiếm tới hơn 50%, tiếp theo là Argentina và Paraguay. Nhiều quốc gia khác cũng được xếp vào nhóm có nguy cơ cao. Lý giải về tốc độ gia tăng số ca sốt xuất huyết tại châu Mỹ, các chuyên gia PAHO cho biết tác động ngày càng gia tăng của hiện tượng nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu gây ra, khiến mỗi truyền bệnh sốt xuất huyết di chuyển tới những khu vực mới mà trước đây chúng chưa từng sinh sống, trong đó bao gồm cả những khu vực phi nhiệt đới như Nam Mỹ hay châu Âu. Hồi tháng 2, Brazil đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới đưa vaccine phòng chống sốt xuất huyết vào chương trình tiêm chủng quốc gia, trong khi một số quốc gia khác trong khu vực hiện cũng đang có những kế hoạch tương tự. Thưa quý vị, tại Anh Quốc, mặc dù lạm phát đang chậm lại trong thời gian gần đây, nhưng mức giá nhiều mặt hàng vẫn còn cao, gây áp lực tài chính với các hộ gia đình. Dự kiến thu nhập sau thuế của một cá nhân sẽ chỉ khôi phục lại mức trước đại dịch vào năm 2025-2026. Và khi chi phí sinh hoạt leo thang, đã khiến cho ngành công nghiệp tiệc cưới ở xứ sở sương mù phải thay đổi. Xu hướng đám cưới do it yourself, tự tay làm, tự tay trang trí, tự lên kế hoạch cưới hỏi, giúp giảm chi phí, đang ngày càng được nhiều cặp đôi lựa chọn. Nội dung này sẽ đến thay cho lời chào kết của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Theo khảo sát mới nhất, chi phí trung bình mà các cặp đôi tại Anh dự kiến phải chi ra để tổ chức đám cưới trong năm nay là khoảng 31.200 đô la Mỹ, cao hơn 40% so với cách đây 3 năm. Trong đó, hoa là mặt hàng tăng giá mạnh nhất. Giá nhiều loại hoa cưới đã tăng mạnh sau ngày 31 tháng 1 năm 2024, khi Anh chính thức áp dụng giấy chứng nhận y tế cho hàng hóa nhập khẩu có độ rủi ro trung bình đến từ châu Âu. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ hôn lễ đã chịu ảnh hưởng bởi tác động của lạm phát. Chẳng hạn như hoa trang trí, giá hoa nhập khẩu vào Anh đã tăng mạnh trong thời gian qua. Để ứng phó với giá hoa tăng cao, nhiều cặp đôi tại Anh đã tính đến phương án trang trí sao cho tiết kiệm hơn. Chẳng hạn, nhiều cặp đôi cho biết sẽ tự thiết kế và trang trí hoa thay vì thuê một đội ngũ thiết kế và trang trí chuyên nghiệp như trước. Tôi thấy việc tự trang trí hôn lễ sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời hơn. Được tự chọn màu và loại hoa yêu thích sẽ khiến tôi cảm thấy đặc biệt hơn trong ngày hôn lễ của mình. Chi phí nhập khẩu hoa hiện nay đã tăng vọt do Anh không còn là một phần của EU. Do vậy, chúng tôi giới thiệu đến các cặp đôi dịch vụ IKEA về hoa. Hiểu đơn giản như bạn đến siêu thị đồ gia dụng tại IKEA, mua những món đồ rồi về ghép lại theo hướng dẫn. Chúng tôi cung cấp hoa trang trí. Việc của cô dâu chú rể là sắp xếp chúng theo hình có sẵn. Việc này sẽ giúp bạn giảm đến 75% chi phí phải thuê một nhân viên trang trí hoa cưới. Melissa Gong sẽ kết hôn vào tháng 8 tới tại London. Cô rất muốn mình tự lên kế hoạch và trang trí, nên đã tham gia vào các buổi chia sẻ để cắm hoa để lên ý tưởng cho đám cưới.
Tôi thực sự thích ý tưởng tự tay tổ chức đám cưới. Nó sẽ giúp cô dâu chú rể và mọi người tham gia có nhiều cơ hội hơn để tùy chỉnh mọi thứ hay về cách thức và thời điểm chúng diễn ra. Đối với bánh cưới, giá bơ, bột mì và trứng cũng đều tăng trong 12 tháng qua, khiến chi phí dành cho bánh cưới tăng khoảng 10%, tức là cao gần gấp 3 lần lạm phát cơ bản hiện nay tại Anh. Do đó, các tiệm bánh tại Anh đã đưa ra những loại bánh kem có chi phí thấp hơn mọi năm dành cho các cặp đôi. Theo đó, mẫu bánh kem theo phong cách cổ điển đang ngày càng được ưa chuộng vì đơn giản, không cầu kỳ và cũng có giá phải chăng. Bên cạnh đó, dùng hoa tươi để tô điểm cho bánh thay vì những bông hoa bằng đường tạo hình. Cách duy nhất để các đầu bếp có thể giảm giá bánh cưới là giảm công trang trí cho bánh. Bánh cổ điển đã là xu hướng trên Instagram. Những chiếc bánh hai tầng đơn giản lại được nhiều cặp đôi lựa chọn để tiết giảm chi phí. Ngoài ra, phong cách trang điểm tối giản hay thuê váy cưới thay vì đặt may riêng một chiếc cũng đang được các cô dâu tương lai tại Anh lựa chọn. Tôi nghĩ rằng với tình trạng lạm phát như hiện nay, các cô dâu sẽ tìm đến những sản phẩm có giá phải chăng hơn, nhưng vẫn mang đến vẻ đẹp không thua gì những sản phẩm đắt tiền. Dù phải đối mặt với tình trạng lạm phát, các cặp đôi tại Anh vẫn đang lên kế hoạch tổ chức hôn lễ một cách tiết kiệm, song vẫn không kém phần lộng lẫy và hạnh phúc. Dự kiến lạm phát tại xứ sở sương mù sẽ chỉ đạt mức mục tiêu 2% vào cuối năm 2025. Do vậy, đám cưới tối giản sẽ vẫn là xu hướng trong ít nhất 2 năm tới.